Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết Hòa thượng Chủ tịch và Ban thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023, sáng ngày 13 tháng 1 năm 2023, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đến vấn an sức khỏe và khánh chúc năm mới Hòa thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức trong Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo và Thiền viện Quảng Đức, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Tại chùa Minh Đạo, Hòa thượng Thích Lệ Trang, đại diện chư tôn đức tăng ni thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, kính gửi lời chúc mừng năm mới đến Hòa thượng Chủ tịch. Hòa thượng trưởng ban cùng phái đoàn kính mong năm mới Hòa thượng Chủ tịch thân khỏe, tâm an, tiếp tục là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn dắt công tác Phật sự của cả nước. Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Tiện Nhân gửi lời cảm ơn đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian đến vấn an sức khỏe và chúc xuân tại bổn tự. Nhân dịp này, Hòa thượng gửi lời động viên sách tấn chư tôn đức Giáo hội Phật giáo thành phố nỗ lực hơn ở các mặt công tác Phật sự và thiện sự để gặt hái nhiều thành công trong năm 2023. Tại Thiền viện Quảng Đức, đoàn đã vấn an và chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương và chư tôn đức trong Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Hòa thượng Thích Lệ Trang, đại diện chư tôn đức tăng ni thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, gửi lời chúc mừng năm mới đến chư tôn hòa thượng, Thượng tọa Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng 2. Hòa thượng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp trung ương giáo hội để Phật giáo thành phố tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công tác Phật sự năm 2023. Đại lao Hòa thượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực của Giáo hội Phật giáo thành phố đã đạt được trong năm 2022. Hòa thượng tin tưởng chắc chắn rằng trong năm mới, Phật giáo thành phố sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần xây dựng ngôi nhà chung giáo hội thêm ngày càng phát triển.